chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chuẩn, giúp tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, giáp cạn lộc trời, gặp thời hốt bạc, đổi đời giàu có, không lo nghèo khó. Nếu biết được ba điều này đúng tháng 10 âm lịch 2024. Kênh Minh Đường Tử Vi hoan hỷ gửi lời chào tới quý khán giả đang theo dõi video luận giải vận mệnh mới nhất trên kênh. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số của những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn, xương con chó, tướng tinh con chim trĩ, cuộc đời được bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Nhâm Tuất mệnh thủy là người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết đặt ra những kế hoạch dài hơi có lợi cho mình, đã làm gì là họ làm tới cùng. Cũng yêu và đam mê công việc của mình, mọi chuyện họ làm đều theo kế hoạch, nhờ thế mà khả năng thành công cũng cao hơn. Trong công việc, Nhâm Tuất là người khiêm nhường và ham học hỏi. Họ coi trọng ý kiến của người đi trước và tích cực học hỏi kinh nghiệm của tiền bối để tự bồi dưỡng cho mình. Cũng nhờ thế mà con giáp này tiến bộ rất nhanh trên con đường mình đã chọn và có được những điều mình mong muốn bằng chính sức mình. Họ là người rất giỏi trong chuyện tính toán làm ăn. Họ biết cách sử dụng tốt nhất những đồng tiền mình có trong tay vì tương lai phát triển sau này. Họ sẽ lên kế hoạch kỹ càng tới từng chi tiết. Cho dù không phát tài, phát lộc thì họ cũng sẽ giữ được mức sống sung túc thoải mái cho mình. Người tuổi Nhâm Tuất sợ nhất là bị bó buộc. Họ như dòng nước chảy, luôn luôn muốn chảy mãi không ngừng, không muốn ở nơi ao tù nước đọng. Ý chí cao xa hoặc có nhiều tham vọng, có muốn thực hiện hết những điều đó để sau này không phải nuối tiếc. Cùng nhìn lại quãng đường mà Nhâm Tuất đã đi qua, kỳ thực trải qua sóng gió của cuộc đời, Nhâm Tuất cũng tôi rèn ra con người mình một bản lĩnh cứng cỏi. Ở độ tuổi này, Nhâm Tuất luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Nhâm Tuất giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không thật thà, nông nổi, bột chột, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Nhâm Tuất như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt. Không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì những nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Nhâm Tuất là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Nhâm Tuất, đó là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được. Cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bên gan dững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Nếm trải cuộc đời, kỳ thực Nhâm Tuất cũng hiểu được rằng một đời người có thể gặp phải rất nhiều sự tình, tựa như mỗi lần chớp mắt lại có vấn đề phát sinh, chúng đột nhiên xảy đến, khiến ta không kịp trở tay, bất ngờ ập xuống, bất ngờ phát sinh. Cũng như vậy, một người sống trong hiện thực của xã hội sẽ phải chịu những thiệt thòi, phải chịu ủy khuất, đó là chuyện rất thường tình. Đồng nghiệp nói năng lỗ mãng, khinh mặt bạn, đơn vị làm việc bất công làm thương tổn bạn, cử chỉ lời nói của lãnh đạo không nể mặt mũi bạc, hết thấy những việc này đều không có gì đáng ngại, đều cần rộng lượng mà bỏ qua, đạm nhiên mà xử lý. Nếu ngay cả dây quanh mình là những suy tính quẩn quanh, bản thân lúc nào cũng cân đo thiệt hơn, được mất, lòng dạ hẹp hòi như vậy, sao có thể thảnh thơi mà sống cho được. Kỳ thực, ở độ tuổi này, Nhâm Tuất cũng sẽ trở thành người dứt bỏ được nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, tự giải thoát cho mọi ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. Nhâm Tuất thấy được rằng nhân sinh trên đời như thân ở trong bụi gai, tâm bất động thân không vọng động, người không động thì tâm không làm bậy, người động tâm rồi nhất định phải chịu đau đớn, thiện ác, sướng khổ đều bắt đầu từ suy nghĩ mà ra.
trong mỗi người đều có thể tìm thấy sự bình yên từ bên trong bản thân, và sự bình yên thật sự không thể bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Nếu có tâm nguyện thì khó mà tự tại, tốt nhất nên biến thành hư nguyện, chỉ nên thành tâm mà làm, còn viên mãn hay không thì tùy duyên. Có như vậy, tâm không phiền, ý không loạn. Kỳ thực, con người ai cũng vậy, nhân tốt cũng vậy. Khi không muốn rước phiền não vì mình, thì người khác cũng không còn cách nào gây phiền não cho bạn, chính vì tâm bạn không muốn buông xuôi. Dạng pháp duy tâm tạo, nhân tuất là kết quả của những gì bạn nghĩ. Nếu như nói và làm với tâm trong sáng, thanh tịnh, hạnh phúc sẽ luôn đi theo như hình với bóng. Kỳ thực, nhân tuất là người có trí tuệ, vì vậy bạn hãy thổi bay những cấu uế của bản thân mình, như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã của chất tạp. Từng tí một, từng cái một và từng lúc một, hãy vững như bàn thạch, để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách ấy. Chỉ cần tự sắc an tâm thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa đủ thì đừng nên thoát một mình. Buông xả mọi phiền não trong cuộc sống để tâm bình an là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người. Cũng có thể thấy, chính bởi hội tụ trong bản thân tinh hoa của người mệnh thủy, nên nhâm tuất là người sống công bằng, cởi mở, coi trọng chia sẻ và các mối quan hệ xã giao ngoài xã hội. Chính nhờ bởi mệnh chủ có cho mình được những mối quan hệ chất lượng nên hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống, cũng như sự nghiệp phát triển không ngừng, gặt hái được thành công nhất định về địa vị cũng như tài lộc cho bản thân. Sau đây, chúng ta cùng đi vào phần luận giải về tổng quan vận trình tháng 10 âm lịch của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Sang tháng 10 âm lịch, người tuổi Nhâm Tuất đón nhiều tin tức tích cực khi vận trình bừng sáng, may mắn theo sát bước chân con giáp này. Tháng này, dù làm việc lớn hay nhỏ đều được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Công việc của Nhâm Tuất đang tiến triển rất tốt, quý nhân tam hợp nâng đỡ, hứa hẹn bản mệnh có thể đạt được những thành tựu dễ dàng như kỳ vọng. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người, nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế cảm xúc. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Con giáp này nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, tránh rước họa vào thân. Theo đó, thu nhập cũng tăng lên đáng kể, chất lượng cuộc sống được đảm bảo hơn trước. Tháng này cũng mở ra nhiều nguồn thu bất ngờ cho Nhâm Tuất, công việc kinh doanh có lãi, đầu tư sinh lời. Ngoài ra, tháng này cũng mở rộng các mối quan hệ với khách hàng đáng tin cậy, có thực lực kinh tế, chuyện hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ. Chuyện tình cảm của con giáp này trong tháng 10 năm 2024 âm lịch cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên khác giới của người độc thân khá dượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Đặc biệt, các cặp vợ chồng có thể đón tin vui bầu bí, gia đình thêm thành viên mới, sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn nụ cười. Về phương diện sức khỏe của Nhâm Tuất nhìn chung bình ổn, ít ốm đau, bệnh tật. Dù vậy tháng này, có hung tinh bạch hổ xuất hiện, mang theo điềm báo sự xui xẻo, sự cố bất ngờ, bản mệnh vẫn nên chú ý di chuyển hay làm việc nặng để tránh rủi ro không đáng có. Dựa trên mối tương quan giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của tuổi Nhâm Tuất thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm, gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của 12 con giáp cho thấy, phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất được dự báo là có nhiều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn, tất cả đều nhờ cục diện tam hợp mang tới. Tam hợp thái tuế xuất hiện trong tử vi tháng mới của Nhâm Tuất, mang đến sự hậu thuẫn vô cùng lớn. Con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái nhiều thành tựu dễ dàng, tư duy logic của bản mệnh ngày càng nhạy bén, làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc dồn đống. Trái lại, xử lý việc nào ra việc ấy, con giáp này thể hiện được khả năng sắp xếp, quản lý công việc tài tình của mình. Cũng nhờ tính tình lạc quan, vui vẻ mà bạn dễ dàng tìm được hứng khởi trong công việc và sẵn sàng đối diện thử thách đặt ra. Ở thời điểm này, Nhâm Tuất có tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm, giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy,
bạn có thể được cân nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy, tam hợp còn giúp cho con giáp này xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, có được những hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nhìn chung tháng này, bản mệnh dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người, nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá, khó tiết chế. Đây cũng là rào cản duy nhất ngăn bạn tiến đến với thành công lớn hơn. Thực tế may mắn chỉ đóng góp một phần nhỏ, còn yếu tố thành bại vẫn nằm ở chính bạn. Con giáp này nên hành sự thận trọng, khiêm tốn, chớ tỏ thái độ ngạo mạn hay coi thường người khác một cách quá lộ liễu, kẻo sẽ rước họa vào thân. Nguyệt lệnh lâm thai cũng cho thấy các kế hoạch ở tình trạng thai nghén cũng được thúc đẩy tiến trình nhanh hơn, hứa hẹn ngày triển khai sẽ rất thuận lợi. Dù vậy, bạn cũng không nên rời xa thực tế, suy nghĩ quá mức lý tưởng mà không căn cứ vào thực tiễn. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 10 năm 2024 nhân tuất âm lịch cho thấy tài lộc của con giáp này có nhiều điểm sáng, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn hợp tác đầu tư lớn càng nhiều. Cũng nhờ vậy, cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn trước. Tam hợp báo hiệu tháng mới mở ra nhiều nguồn thu bất ngờ cho nhâm tuất. Càng mạnh dạn kinh doanh đầu tư, càng dễ dàng sinh lời, sinh lãi. Tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Các khí khởi dượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn. Tuổi nhâm tuất nhờ vậy cũng có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy. Bạn có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường, đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong tháng. Tháng này người tuổi nhâm tuất cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác. Chỉ cần bạn luôn cẩn trọng trong từng quyết định nào đó và không chịu lùi bước, khi vướng phải khó khăn, phần thắng sẽ thuộc về bạn. Theo phi tinh tháng, sao bát bạch chủ về tài khí trong tháng này xuất hiện ở phương Tây Bắc trong nhà. Nơi đây được coi là khu vực sinh tài dưỡng vận, ảnh hưởng tới đường tài lộc của gia chủ và cả gia đình. Muốn làm việc, làm ăn thêm phần thuận lợi, bạn phải chú ý đến phương vị Tây Bắc trong nhà. Hãy luôn giữ cho khu vực này được sống gọn gàng, sạch sẽ. Nếu cửa chính, phòng ngủ, phòng làm việc vừa khéo ở phương Tây Bắc, thì gia chủ có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ hay màu tím ở trước cửa. Về mặt tình cảm, gia đạo, bước sang tháng 10 năm 2024 âm lịch, nhân duyên của tuổi nhâm tuất khởi dượng, vận đào hoa thăng tiến nhanh chóng nhờ tam hợp nhập mệnh. Nhân duyên khác giới của người độc thân khá dượng, đi đâu cũng được mọi người chào đón. Nhân cơ hội này, bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều, quan trọng là bạn biết nắm bắt hay không thôi. Các cặp vợ chồng ít khi mâu thuẫn, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Nguyệt lệnh lâm thai còn báo hiệu một số cặp đôi có thể đón tin vui bầu bí, gia đình đón thêm thành viên mới sẽ càng thêm gắn kết và ngập tràn nụ cười. Về mặt sức khỏe, phương diện sức khỏe của nhâm tuất trong tháng này nhìn chung là bình ổn, ít ốm đau bệnh tật. Tuy vậy tháng này nguyệt lệnh lâm thai ở nhâm tuất, ngũ ý thể trạng vẫn còn non nớt, yếu ớt, không nên lơ là sao nhãn việc dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe. Dù bận rộn tới đâu bản mệnh cũng cần dành thời gian để tập luyện thể thao, chăm chỉ vận động sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Đặc biệt tháng này có hung tinh bạch hổ xuất hiện, mang theo điềm báo xui xẻo, sự cố bất ngờ, bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay khi làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có. Sau đây là vận trình tử vi từng tuần và cẩm nang dượng vận dành riêng cho nhâm tuất sinh năm 1982 trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần 1, tuổi nhâm tuất, tháng 10 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tuần mới của con giáp tuổi nhâm tuất sẽ xoay quanh việc khám phá và phát triển những thứ mới mẻ. Vì thế, đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để khởi động dự án kinh doanh mà bạn luôn ấp ủ, tham gia một khóa học mà bạn hứng thú, hay thậm chí là du lịch đến một nơi mà bạn ao ước. Những dấu hiệu tích cực trong tình cảm sẽ xuất hiện trong tuần này,
chứng tỏ những cố gắng của bạn thời gian qua được đền đáp xứng đáng. Có vẻ đối phương đã dần cảm động và thấu hiểu những điều bạn làm. Vì vậy, hãy mạnh dạn tiến thêm một bước nhé. Thương quang xuất hiện đầu tuần khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng hoang mang và không giấu được cảm giác thất vọng. Việc này còn kéo dài cho đến cuối tuần thì bạn mới có thể thay đổi tình hình. Bạn nên nhớ rằng việc gì cũng chỉ có tính chất tạm thời, dù là khó khăn bạn đang đối mặt đi chăng nữa. Bạch hổ hung tinh xuất hiện trong tuần này cho thấy có nguy cơ sức khỏe giảm sút hoặc xuất hiện yếu tố khiến bạn bị mệt mỏi, căng thẳng thường xuyên. Lúc này, bạn cần tập trung loại bỏ có yếu tố gây căng thẳng trong cuộc sống của mình. Cẩm nang dượng dận, quý nhân dần, mão, tiểu nhân thìn, tuất. Màu sắc may mắn, xám, vàng. Con số phát tài, 09, 16, 34. Tử vi tuần 2, tuổi Nhâm Tuất, tháng 10 âm lịch năm 2024. Tuần mới có nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới sẽ thúc đẩy bạn mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm những người đồng hành thích hợp. Để thuyết phục đối phương, bạn nên có một kế hoạch chi tiết, cụ thể và rõ ràng, chủ động trong những bước tiến đầu tiên. Đặc biệt, hãy làm rõ lợi nhuận và lợi ích giữa hai phía. Nhờ thiên đức ghé thăm mà cơ hội tuổi Nhâm Tuất phát tài, phát lộc xuất hiện. Đối với một người dày dặn kinh nghiệm thì ngay lập tức biến cơ hội của mình thành tiền. Trong khi đó, một số người chỉ biết tập trung vào tiêu cực thì chỉ thấy sợ hãi. Giai đoạn này, bản mệnh nên dành nhiều thời gian để thiết lập, xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu hảo. Khi các mối quan hệ hài hòa, bản mệnh Nhâm Tuất không phải mất nhiều công sức để giải quyết chuyện không đâu. Nên nhớ rằng, đã đến cơ quan là tập trung làm việc, không có thời gian để tranh đấu những chuyện lặt vặt. Có như vậy, bạn mới toàn tâm, toàn ý làm việc và đạt hiệu quả cao. Về tình hình tài chính khá ổn, không có biến động quá lớn, người làm công ăn lương vẫn có mức thu nhập đó. Có thêm chút hoa hồng hoặc thưởng, nhưng không đáng kể, có thể tìm thấy nghề tay trái để tăng thu nhập. Người kinh doanh, buôn bán có một tuần khá nhàn nhã, các đơn hàng về đều đều, cứ thông dong làm không đi đâu mà vội, càng nóng vội càng dễ hỏng chuyện. Lưu ý, sức ảnh hưởng của tiểu hao hung tinh không hề nhỏ, cần giữ tiền cẩn thận, không nên đầu tư vào các hạng mục mạo hiểm, kẻo tiền một đi không trở lại. Cẩm nang dượng dận, quý nhân, mão, ngọ, tiểu nhân, dậu, tửu. Màu sắc may mắn, vàng, xám. Con số phát tài, 19, 54, 06. Tử vi tuần 3, tuổi Nhâm Tuất, tháng 10 âm lịch năm 2024. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của Nhâm Tuất khởi sắc hơn hẳn. Công việc tiến triển suôn sẻ, ký kết hợp đồng giao kèo hợp tác thuận lợi, bỏ túi không ít lợi nhuận. Tinh thần làm việc của bản mệnh lúc nào cũng hăng hái, nhiệt tình. Điều đó lý giải tại sao bạn lại được tập thể ưu ái, cấp trên trọng dụng đến vậy. Đầu tuần có không ít việc phát sinh bất ngờ, bản mệnh cần lên kế hoạch chu đáo, tránh tình trạng dồn việc ảnh hưởng toàn cục diện phát triển sự nghiệp, nhất là những ai đang giữ các chức vụ quản lý, lãnh đạo lại càng cần phải hoạch định kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ. Sai một ly, đi một dặm, người đi đầu mà dẫn nhầm đường thì cả tập thể sẽ bị lạc mất phương hướng. Tài lộc trong tuần duy trì ở mức khá, có thu, có chi, tình hình tài chính bình ổn. Tuy nhiên, cuối tuần có rất nhiều bản mệnh sẽ phải chi tiêu nhiều tiền hơn vì có thể phát sinh bất ngờ như đi khám bệnh, đi ăn cưới, ma chay, đóng tiền học phí khóa học cho con cái. Lưu ý trong tuần, sức ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh rất lớn, nhất là về phương diện sức khỏe. Dù công việc bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần chú ý dưỡng sinh, tập thể dục đều đặn để duy trì thể trạng tốt. Bên cạnh đó, Nhâm Tuất hãy thiết lập cho mình chế độ dinh dưỡng, thường xuyên ăn uống hàng quán bên ngoài vỉa hè, vừa không đảm bảo, lại tốn kém. Hãy dành thời gian để nấu nướng ở nhà, tốt cho sức khỏe lại vô cùng an tâm. Cẩm nang dượng dận, quý nhân, ngọ, dần, tiểu nhân, tửu, tỵ. Màu sắc may mắn, đen, trắng. Con số phát tài, 38, 85, 72. Tử vi tuần 4, tuổi Nhâm Tuất, tháng 10 âm lịch năm 2024. Người tuổi Nhâm Tuất đón thêm một tuần vận khí hanh thông, nhiều điều tốt đẹp đang đón chờ phía trước. Tuần này,
Các giận nhiều, hung giận ít, chuyện vui nhiều hơn nỗi buồn phiền. Nhưng cái chính bản mệnh luôn lạc quan vui sống. Mọi thứ xung quanh diễn ra chỉ làm nền cho chính bạn mà thôi. Hãy cứ tự tin làm điều mình yêu thích, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc xung quanh mình. Công việc thuận lợi, sự nghiệp tốt, hứa hẹn những bước tiến dài. Nhìn bề ngoài bản mệnh có vẻ vô tâm, vô tư như thế thôi, nhưng thực chất khá là tham vọng. Tham vọng càng lớn thì áp lực càng tăng, phải đánh đổi mồ hôi, công sức mới mong có ngày thành công. Đó cũng là chuyện thường tình, nhưng đừng vì thế mà tự tạo quá nhiều áp lực cho mình, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Vận trình tình cảm thăng hoa phơi phới nhờ bách diệt đào hoa tinh chiếu rọi. Người độc thân may mắn tìm được đối tượng ưng ý, tình yêu phát triển nhanh chóng, thậm chí có người còn gặp tình yêu sét đánh vô cùng mãnh liệt. Trong tuần gia đạo an yên, vợ chồng hòa hợp, mối quan hệ giữa các thế hệ trong cùng một mái nhà không còn căng thẳng như trước. Vợ chồng kết hôn lâu mà chưa có con, nay được thiên hỷ mang tới tin vui. Tuần này, mệnh chủ cần chú ý nhiều tới phương diện sức khỏe, vận động, luyện tập thể thao là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống. Bạn đừng quên điều đó, dù bận rộn tới đâu cũng nên dành 30 phút trong ngày để tập thể dục. Ngoài ra, hãy chú tâm hơn tới việc ăn uống, nghỉ ngơi. Tuổi càng cao, cơ thể càng lão quá nhanh, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sinh, giúp cơ thể trong trạng thái thoải mái, vui vẻ hơn. Cẩm nang dượng vận, quý nhân, tuất, mão, tiểu nhân, tỵ, thìn. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số phát tài, 66, 60, 30. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, sai lầm của hầu hết những người tự cho mình là thông minh, đó là theo đuổi một cuộc sống không hoàn hảo. Họ không hiểu rằng đó là cái bẫy họ tự tạo ra, khiến cho họ luôn cảm thấy thất vọng về chính con người của mình. Câu chuyện cuộc sống không hoàn hảo. Ngày xưa có một cô bé nhỏ luôn mong muốn tìm kiếm cho mình một cuộc sống hoàn hảo. Một hôm, cô cầu xin Thượng Đế ban cho cô một ao ước. Thế là Thượng Đế xuất hiện và bảo với cô bé rằng: con hãy đi theo con đường lộng gió phía trước, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ, ta cho con kỳ hạn là 365 ngày để nhặt được một hòn đá lớn nhất mà con tìm thấy. Điều kiện đặt ra là khi con đi qua rồi thì không có quyền quay lại, vậy hãy suy nghĩ thật cẩn thận trước khi con chọn hòn đá cho mình. Cô bé cảm thấy thật sung sướng và bắt đầu bước hành trình của mình trên con đường lộng gió để tìm kiếm hạnh phúc lớn nhất cho cô. Tuy nhiên, mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình: chắc hẳn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều. Nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng trôi qua, rồi cô cũng đi đến gần hết con đường và chợt nhận ra rằng cô không đủ thời gian và cơ hội để chọn những hòn đá to. Thế là cô đành phải nhặt vội vàng một hòn đá nhỏ ven đường. Cuộc sống cũng y như vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm một người bạn đời hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo và không bao giờ nhận ra rằng ta đang bỏ phí biết bao nhiêu thời gian và cơ hội. Cuộc sống không có sự hoàn hảo và dù bất cứ việc gì chúng ta đều có thể làm tốt hơn thêm nữa. Điều này mang tới cơ hội tốt cho cuộc sống không ngừng tiến bộ, đạt được những thay đổi vượt bậc mà loài người chưa bao giờ có thể nghĩ tới. Đó chính là vẻ đẹp của cuộc sống. Vì thế, sự học hỏi chưa bao giờ có giới hạn, chỉ là bạn tự giới hạn bản thân trong những kiến thức nhỏ hẹp mà thôi. Nên nhớ rằng, trên mọi nẻo đường của cuộc sống này đều ẩn chứa những bài học rất hữu ích. Nếu chúng ta còn hiện hữu thì chúng ta sẽ phải học hỏi liên tục. Đừng ngại điều gì mình chưa biết, chưa hiểu. Phải trải qua quá trình trải nghiệm những thử thách và sai lầm sẽ giúp bạn trưởng thành. Thất bại cũng góp phần quan trọng trong quá trình đó. Thất bại cũng là một yếu tố quyết định sự trưởng thành của bạn. Nếu bạn vẫn chưa nhận ra được, thì một bài học sẽ tiếp tục đến với bạn ở nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, cho đến khi bạn thấu hiểu được. Khi bạn đã thấu hiểu, bạn sẽ được tiếp tục chuyển sang bài học mới. Vậy đấy, cuộc sống này không hoàn hảo, thế nhưng những người tự cho mình thông minh, hiểu biết hơn người lại chẳng thể nhận ra điều này. Đó là lý do nhiều người đã bị trầm cảm, điên, thậm chí tự tử chỉ vì thất bại nào đó của bản thân không thể bước qua. Những người cầu toàn, người theo chủ nghĩa hoàn hảo thường đặt ra những tiêu chuẩn tuyệt đối với mọi việc. Sự nghiêm khắc với bản thân có thể khiến họ làm việc hiệu quả hơn. Nhưng nếu đi đến cực đoan, nó có thể âm thầm phá hủy cuộc đời bạn,
đã đến lúc bạn phải xem điều này là tất nhiên, để luôn có một thái độ cầu tiến, khiêm nhường hơn, biết mình không hoàn hảo, nên ta tìm cách bù đắp những thiếu sót, cuộc sống vì thế mà ý nghĩa hơn. Xem thêm câu chuyện về cuộc sống để tự giác ngộ. Càng hiểu sớm, cuộc đời càng dễ thở. Sự thực thì chủ nghĩa hoàn hảo bắt đầu tư vấn đề về cái tôi. Họ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, bởi vì họ được lập trình trong tư duy luôn gánh trên vai những gì mà người khác sẽ nghĩ về mình. Họ lo lắng bị người khác đánh giá tiêu cực. Nếu có một việc không đi theo chuẩn, nếu bạn còn tự hào vì mình thích sự hoàn hảo thì cũng không có gì sai. Chỉ cần cố gắng hướng đi của bạn hoàn hảo nhất có thể, chứ không nên ép bản thân phải thật hoàn hảo, vì điều này không có thực. Cuộc sống này có những điều ta nên chấp nhận thay vì chống đối. Khi ta biết chính mình cũng đầy những khiếm khuyết, ta mới dễ dàng tha thứ cho người khác hơn, vì ta cũng như họ, cũng đang đi trên hành trình hoàn thiện bản thân mà thôi. Thay vì chỉ trích, chúng ta giúp nhau cùng hoàn thiện. Đừng nghĩ rằng ta cười chê xử sai lầm của ai đó là thể hiện rằng ta hiểu biết hơn, ta xuất sắc hơn ai đó. Điều này chỉ phản ánh rằng bạn càng thiếu sót mà thôi. Lời dạy của Đại sư Phong Thủy. Từ bi chính là phong thủy tốt nhất. Thừa nhận sự thiếu sót mang lại cho ta sức mạnh. Chỉ những người thiếu hiểu biết mới sợ rằng bản thân mình sai sót. Những người có sức mạnh từ bên trong hiểu rằng ta luôn có những thiếu sót và đang tìm cách sửa chữa thì đâu có điều gì đáng sợ. Vì thế, dù ai có nói ra hay chỉ trích gì điều đó, đơn giản là họ chẳng hiểu ta mà thôi. Chỉ khi biết thừa nhận thiếu sót, ta cũng nhận ra rằng mình sẽ chẳng làm gì to tát cả, vì không thể luôn đúng, nên phải kết hợp sức mạnh của nhiều người mới mong có được thành công. Dù bạn xuất sắc nhất thì cũng không bằng sức mạnh của nhiều người cộng lại. Vì thế, điều quan trọng là biết cách hợp tác, hợp ưu để có thể bổ sung khuyết điểm của nhau. Đó mới là quyết định khôn ngoan nhất đời. Có những người thường tự cho mình là nhất, là hoàn hảo, sẽ thường bị ám ảnh lâu dài bởi những sự thất bại hay sai lầm. Điều này khiến cho họ trở nên thiếu quyết đoán và thường xuyên gặp nhiều thất bại. Những người này cũng thường kém năng động và ít động lực, bởi vì họ thường xuyên cảm thấy tội lỗi và đi cùng đó là sự xấu hổ, không tin vào bản thân. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.